mình bán lại đúng không, ra chợ mình bán lại 2.000 bó, một ngày là cô bán lời được bao nhiêu tiền? Có 30.000 rồi heo đó. Ừ, nấu cơm đưa không có nấu cơm củi cho không rửa chén đi, mới rửa chập rồi đó, bây giờ mới rửa anh chập đó hả? Con có chi đâu má ơi. Hả má ơi, bán hồi nào? Đi theo chồng đi bán chỗ bà nhìn rửa nhỏ á. Rồi sao? Về cái mặt thương lên mà cái giò thương lên. Cái mặt. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh An Giang. Thì đứng cạnh bên đây là bé Sang, năm nay 13 tuổi. Thì được anh Nguyễn giới thiệu hoàn cảnh của bé rất là đáng thương. Và cái công việc hàng ngày của bé là mò cua bắt ốc để nuôi mẹ của mình. À, mẹ thì về cái vấn đề thần kinh không có ổn định đó cô bác quý anh chị. Thì Sang con có đã chia sẻ cái cuộc sống của mình hiện nay như thế nào không con? Dạ rất vất vả. Rất vất vả. Con dạ. Năm nay là 13 tuổi. Con có được đi học gì không? Dạ không. Không hả? Cái dạ. Công việc hàng ngày của con là làm gì? Bán giấy số. Bán giấy số. Ngày như tờ? Ngàn trăm. Ngàn trăm tờ. Rồi nhà con có mấy anh em? Ba đứa em. Ba đứa em. Dạ. Ừ. Rồi ba đứa em đó là mấy bao nhiêu tuổi rồi? Con cũng không biết được nữa. Vậy hả? Vất, con nói là với chú là rất vất vả, thì vất vả như thế nào? Thì bán vé số thì nắng, chứ lại mưa. Ừ. Còn chạy bán không kịp nữa. Ừ. Còn mò cua bắt ốc là để làm gì? Thì mình mò cua bắt ốc chỉ bán rồi là kiếm tiền mua cá lại thôi. À. Hà mình bán số nhiều tiền hơn. Con nuôi hai đứa em với mẹ của mình hả? Dạ. Mình con là lao động chính trong nhà. Dạ. Thì ba có con đâu? Ba con đi về chảnh à. À, thôi bây giờ để hiểu thêm thì đi vô trong đi ha. Và đây là cái căn nhà nơi mái ấm kìa. Nơi mái ấm của Sang và mẹ của mình với lại hai người con. Nghe nói là con nhà từ thiện đã cắt cho hả? Cắt lâu chưa Sang? Dạ lâu rồi. Vậy hả? Đây là cái căn nhà mà từ thiện cắt cho nè cô bác quý anh chị. Đây là cái những cái chỗ ngủ này là như thế nào? Tối ông ngoại ngoại ngủ chung, mẹ ngủ chung đó, con ngủ đây. Con với ai ngủ đây? Ông ngoại. Nghe nói mẹ con là tới ba đời chồng hả? Có hai à. Hai đời chồng? Dạ. Mẹ con đâu? Trong buồn á. À, đi vô đây đi. Đây là em của con luôn hả? Dạ. Em con mấy tuổi? Con có biết đâu. Rồi ba của con là ở đâu? Trên Cần Đăng. Ba con có về thăm không? Dạ có. Đây là cái muốn này là sao đây? Hái chưa bán ngoại con. Con hái hay gì? Đâu có bà ngoại con. Bà ngoại con hái. Hái cái muốn ngoài đồng cái gì? Dạ. Bao nhiêu tiền một ký? Con cũng có biết đâu, bó 2.000. Đây là bà ngoại hả? Hay là sao? Dạ. Bà ngoại. Ủa sao cô khóc hay gì? Con qua đây ngồi chung với bà ngoại đi. Dạ. Cô đi hái rau muống này là cô tự hái hả? Thật. Xin vào đây đi xem. Dạ. Căng là sao cô? Căng mình căng đó là căng mới vậy này. Dạ. 5.000 tí. À mình hái về mình căng cho người ta. Mình căng cô người ta. Ừ. Dạ. Ý ổng bắt bằng rồi đâu có thấy được. Canh cho người ta để làm gì? Mình bán ra rồi là 2.000 bó vậy là đồng gì. À mình canh của người ta rồi mình bán lại đúng không? Ra chợ mình bán lại 2.000 bó. Một ngày là cô bán lời được bao nhiêu tiền? Có 30.000. Sao cô gặp con lại cô lại khóc vậy? Nhớ đưa chợ. Là sao cô? Cháu mới thành đó bỏ, còn cô nhỏ này mất hả? Mất lâu chưa cháu? Đây chừng hơn nửa tháng rồi. Được mấy tháng thì bé mất? 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi. Đâu có chị kia chị ra dạ, vậy đó là nhỏ mất. Con là nhỏ chứ chết đây là con của nhỏ này nè. Ra đây ngồi nó chuyển với anh. Giường bếp con cắt ra rồi, con biết hết à. Không được,
ngoại có thể chia sẻ cho Mường Hồ biết về cái cuộc sống của ngoại và em như thế nào, sanh ba đứa như thế này sao sao đó, ngoại có thể chia sẻ. Hai đứa hả? Biết tí được rồi. Có hai đứa. Đó đây là mấy người lắm, bốn đứa. Bốn đứa rồi á, là cha nó bắt nhiều ngày hết nữa. Đứa lớn rồi, lớn ngày chị của nhỏ đó đó. Dạ. Rồi nó mới có bầu đó, rồi xuống dưới tiền á, nó sanh. Sanh rồi tao cũng cho tiền nữa, không phải tao đi sanh giùm nữa. Chở xuống dưới em mà nó đòi 3 triệu, mà tiền đồng đóng. Rồi nó ở dưới 6 ngày về cũng cho tiền về đây rồi cái ba tháng rưỡi là bỏ rồi. Là chặn ai là khổ á. Là con của chị, là chị lúc nãy ra là chị tên gì? Tên Nguyễn con của Nhí. Con của cô á. Nguyễn gì vậy? Nhí. Nguyễn Nhí á. Nguyễn. Chị Nhí, Nhí hả? Ừ. Là chị Nhí đó là năm nay ba con của cô bao nhiêu tuổi rồi? Không biết. Cô biết không? Không biết. Cô không biết luôn hả? Rồi chồng của Nhí đâu? Chồng đó là chồng trước đó, là nó bán giấy số trên số 5 là cha của nha, cái thằng này. Cha có Sang. Dạ. Cha ruột của nó. Dạ. Cha ruột. Còn chồng sao? Chồng sao là ngoài chắc đau. Mấy chồng đàn cô? Hai đời chồng rồi. Hai đời chồng. Mấy người con? Bốn đứa. Bốn người con. Hai trai, hai gái. Rồi bây giờ bỏ hết một người. Bỏ hết đứa. Còn ba. À còn ba đứa. À ba đứa thì cái cha nên cha sau là bắt về ngoại hết đứa, còn hai đứa. Hàng ngày là cô bán rau muống thì Sang làm cái công việc gì? Hàng bán vé số. Bán vé số con bán 100 tờ hả Sang? Dạ. Lời được nhiêu tiền con? 115.000. 115.000 thì con sẽ với số tiền đó con sẽ làm gì? Dạ mua cá. Mua cá? Dạ. Còn mẹ của con có làm gì không? Dạ không. Sao vậy? Con không biết ở nhà. Dạ hả? Cái ước mơ lớn nhất của con bây giờ là làm cái công việc gì? Con chưa biết được nữa. Dạ hả? Dạ. Đối với con cái tuổi rất là nhỏ vậy thì con gồng gánh cả nguyên gia đình thì con thấy có mệt không? Dạ không ạ. Sao ông ngoại con nữa? Ông ngoại con làm cái gì? Công trình. Mần hồ. Mần hồ hả? Mần hồ mà ai đắng á. Dạ, ông ngoại mần hồ thì cũng có tiền rồi. Nhà mình là được nhà nước cấp cho hả bà? Nhà nước cấp cho. Dạ. Nhà nước cũng thực hiện gom góp để cho. Lâu chưa Sang? Dạ lâu. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó con còn 10 tuổi. 10 tuổi. Dạ. Lúc có được cái căn nhà con mừng không? Trước đây nhà con là nhà gì? Nhà bằng sàn. Nhà bằng sàn lợp lá dừa với hai bên vách bằng thiết rồi hết. Là con nghe anh Nguyễn nói là chị cái vấn đề thần kinh không được ổn định hay chưa? Bà có mấy người con? Hai đứa. Dạ. Hai thằng trai đứa gái mà bỏ cái thằng 6 tuổi rồi, còn bên nhỏ gái là bị đi. Chị bây giờ chị có ra được không hay là chị đang làm gì? Ốc chén nghỉ nhà bỏ ra đi con. Anh Nguyễn chị không ổn định hả? Tinh thần nó khờ khờ thôi đó. Nhưng mà chị có Nhí có chồng đó là có đám cưới gì không hay sao? Không. Còn đây học rồi. Đúng rồi. Hả? Tay gạt. Tay gạt. Bị người ta. Tay gạt. Người ta gạt có bầu. Mày, đứng mày chạy gì? Trong đám cưới. Ở đó có bầu, có bỏ. Là lúc đó mình có thương người ta gì không? Cũng không luôn. Sao mình biết cha mình không thương? Thôi là cái này thơ đâu có ai được thử đi, thử cho mình. Đứa con đầu tiên là Nhí bao nhiêu tuổi? Nhí cũng như là từ sao cắt miếng thiết vậy? Đứt cái giò nè.
Tại cái thường mà nó để ra ra nó lót. Con có thường nói chuyện với mẹ của con không sao? Dì ít. Sao vậy? Tại con không biết đâu. Con biết nói chuyện, ít nói chuyện. Đây, bây giờ vô trong thử được không? Vô trong được không bà? Được, vô. Thử nha. Vô nha, vô nha. Chị có ấy không? Chị có la không? Không, không. Dạ? Không, tự không. Nhiên. Nơi này được. Đây là cái phòng ngủ của bà hả? Phòng ngủ cũng nhỏ đó. Cái tủ đồ. Mất bơi bộ. Chị Nhí ơi, chị đang làm gì đó? À, cắt miếng thiết. Cắt miếng thiết hả? Đứt giò nè. Đâu? Ôi sao để đứt giò như vậy? Đó. Đâu ra đây sáng sáng em coi coi. Đâu? Này hả? Ngơi vậy? Đứt giò. Sáng nay mình ăn cơm gì hả chị? Đồ heo đó. Ừ. Mấy cơm đưa không có lúc ăn củi. Sao không rửa chén đi? Mới rửa chập rồi đó, bây giờ. Mới rửa anh chập đó hả? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không nhớ. Không nhớ hả? Ừ. Thì cắt miếng thiết xong chưa chị? Chưa hả? Rồi. Đâu? Ồ. Đâu? À, chị phải làm sao đó đi qua đi lại quẹt đó. Trời ơi. Đó chị là chị cho em nhìn mặt chị với. Con có chị đâu? Má ơi. Hả? Má ơi. Bán hồi nào? Đi theo chồng đi bán chỗ, bà nhìn rửa nhỏ á. Rồi sao? Về cái mặt sưng lên, mà cái giò sưng lên. Cái mặt sưng lên, cái giò sưng lên? Ừ. Rồi bán luôn. Bán luôn. Thì ở nhà ai nấu ăn chị Nhí? Không, bà mẹ. Chị có nấu không? Một bà đi bán rau ở nhà thôi là tôi nấu. Hả? Ở nhà là tôi nấu, nấu cơm. Còn đi làm. Chị biết nấu không? Biết. Thiệt không? Quậy quá à. Chồng của chị đâu? Chị đã bán số rồi. Chồng kìa. Đi đâu về chảnh rồi. Về cho em đợi, chảnh là về đâu? Trên số 5 tính. Số 5 hả? Ừ. Thôi chị vẫn còn biết mà. Nhớ chồng không? Hả? Không. Giờ kêu chồng về chịu không? Nó tự nhiên nó liền rồi. Hả? Tự nhiên nó điện hỏi xuống à. Theo bà chia sẻ thì chị bị ngạt. Ê, quậy nha. Ước mơ lớn nhất của mình là gì cậu? Hả? Mà bà, ước mơ lớn nhất của mình là gì? Mình lớn hơn. Cũng không có không biết nữa. Sang hàng ngày tiền đâu con đi bán vé số xem. Qua đây ngồi đi con. Giống của đây mày. Giống của ai? Chú. Con quên tên. Chú Nguyễn hả? Dạ. Chú Nguyễn cho vốn bán hả? Dạ. À. Trước là bắt cua bắt ốc. Lúc trước bắt cua bắt ốc hả? Bây giờ mới bán vé số. Dạ. Ừ. Qua đây ngồi với chú hỏi nghe. Ngồi đi. Cái gì con? Bề bộn quá. Ngày ngày là được 115 ngàn. Dạ. Rồi con ăn uống rồi sao? Thì con ăn có 20-30 à. Ừ, ăn gì? Ăn bún. Ừ. Ăn bún với uống nước. Ừ. Dạ. Hết rồi. Rồi còn tiền còn lại? Thì để cho mua cá. Để cho ai? Mua cá ăn thôi chứ con không đưa ai đâu. Con tự mua hả? Dạ. Rồi không đưa cho bà ngoại? Thôi. À, con mua con em về. Rồi con có mua con em về? Ừ. Mua thì còn nhiêu thì còn đẩy, còn ăn. Ừ. Có chia cho mấy em không? Nó lì quá không chia. Lì á, không chia ôi sao kỳ vậy? Thì ai biết nó lì. Ừ. Nó hổ nè. Thì con giữ lại đó, con không đưa cho bà ngoại nấu ăn. Thì có cá rồi.
Thì còn cơm gạo nữa chi? Thì cơm gạo nó cho sẵn. Gạo ta cho hả? Dạ. Gạo là đi đóng tiền ta cho. Rồi còn nước tương, bột ngọt, đường, nước mắm, điện nữa chi? Được, con đâu có xài điện đâu. Sao vậy? Nhà mình có điện không? Không. Nhà không có điện hả? Có nước nữa chi? Hồ. Nước thì ngoại con đóng. Còn đường chạy thì ngoại con uống. Có trong buồn. Dạ. Đường. Đường gì? Đường quậy thơi uống. Cho trá trong buồn một đống. Không có mua. Khó hiểu. Cái gì? Vậy chị nói gì? Đường nó trong buồn. Một cây đường đúng không hả? Ồ, trong rổ sách rồi. Rổ sách luôn? Ờ. Gạo trong buồn luôn. Đây. Gạo trong buồn luôn. Gạo một bao luôn hả? Một bao trong thùng nữa kìa. Có nghĩa là sang đi bán số để mua cá. Còn gạo với lại đường người ta cho. Bà ngoại làm như có tiền bà ngoại xài. Đúng không anh? Thì bây giờ hôm nay đến đây thì con có tiền là chú Nguyễn cho rồi đúng không? Có tiền bán vé số rồi đúng không? Thì bây giờ chắc hôm nay đến đây thay mặt cho cô Bi gửi tiền cho bà ngoại quá. Bà ngoại bộ đồ bà ngoại bán chứ. Thằng thang chó rồi. Cho tiền cua cây. Hay sao anh Nguyễn? Đưa ngoại đi. Đưa ngoại đi ha. Đưa ngoại, ngoại làm vốn đi. Chứ bây giờ chị này không có giữ tiền được. Quậy quá. Ngoại. Ngoại của bé Sen á, hôm nay con đến đây thay mặt cho cô Mi ở Mỹ. Con gửi bà 1 triệu đồng. Để cho bà bổ sung làm vốn hai cái muốn bán. Ngoại có muốn nói, cô bà có muốn nói lời nào không? Không làm đắng rồi. Trong đi không? Chú đi không? Con muốn nói lời nào không? Đi. Đi đâu? Này nè. Chỉ không, ổng làm cho chút chỗ. Ông vô quay. Rồi bó tay luôn. Bó tay nữa luôn. Dạ, bà có muốn nói lời nào với lại cô Mi không? À dạ, gửi lời cô Mi gửi. Nói chung thì con bà cũng hạn chế với lời nói á. Nên chắc có thể là thay mặt bà chân thành cảm ơn cô Mi ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Thôi bây giờ mình ra đây đi. Thôi cô bà con đi. Không biết Tiếp xúc đã biết rồi. Từ đầu á, không có nhận định được như thế nào á. Hôm nay thì đồng hành với Bùi Hồ có anh Nguyễn á. Giới thiệu cho Bùi Hồ những cái hoàn cảnh mà phải nói là tận cùng của nỗi khó khăn, ngặt nghèo. Ra ngoài sau này cái cảm giác nó hôi lắm. Ăn rồi không có người, không có ai dọn dẹp trơn á. Bà thì cũng thần kinh cũng không có ổn định nè. Bà thì nhẹ hơn chị nha. Còn Sang thì làm thì cứ mua cá về ăn thôi. Coi như là mỗi người có một cái cuộc sống riêng tư á. Thì không biết nói sao luôn á. Nói chung là hỗ trợ đến đâu được thì hay đến đó. Có duyên đến đâu thì hay đến đó cô bác quý anh chị. Cho gia đình 5-6 người vậy hết, 2-3 người không bình thường rồi. Thì hôm nay chia sẻ clip này cho cô bác quý anh chị là cũng là một cái clip khá là đặc biệt về cái hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ cũng hỗ trợ gặp để chia sẻ cho cô bác quý anh chị về những cái mảnh đời bất hạnh thôi. Cũng như Bùi Hồ đã nói, chỉ cần khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, gia đình hạnh phúc là được rồi. Một lần nữa thì thay mặt Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác tất cả quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn. Chân thành cảm ơn anh Nguyễn, anh Giang, Giang đã cho em biết thêm những cái góc nào đó của cuộc sống và sự khó khăn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác quý anh chị.